Rồi, chào cả nhà nhé. Hôm nay thì sẽ giới thiệu đến cả nhà một cái món là bánh canh bột lọc. Bánh canh bột lọc Thu Hồng ở chợ Nguyễn Tri Phương. Đây đang là chợ Nguyễn Tri Phương. Thì cái phần ăn của mình gồm có quẩy này, rồi bánh canh nhìn rất là hấp dẫn này. Đây nước chấm, chúng ta sẽ cho thêm chút ớt sắt rồi. Đây, cho thêm xíu nước mắm nhé. Rồi. Đây, bên đây là số đây là hẻm 629D Nguyễn Tri Phương. Đây cũng rất là nhiều người họ đang ngồi để ăn sáng đây. Đó, giờ thì chúng ta hãy bắt đầu cùng ăn cái tô này nhé. Nhìn màu rất là hấp dẫn nè. Rồi, mời cả nhà ăn nhé. Đây là quẩy rồi. Bột lọc. Khoảng bây giờ mấy giờ đây? Khoảng nửa tiếng nữa. Hả? Chưa. Thịt chân giò các bạn. Rồi hả? Rồi thì lên chùa Nghiêm á. Chùa Quy Nghiêm ngay chỗ trước đường Đặng Văn Bia. Coi mày. Hả? Mày coi tao là mày đừng nói năm năm sinh mà nó tuổi dần. Thấy không? Cái
coi tâm sinh nói tâm sinh gì hả? Coi rồi định ngay chứ. Không, nhưng mà định xa hơn nhân. Định xa, ngày xa hay là ngày gần, còn khoảng bao lâu nữa? Cứ ngày nào được là tiến hành thôi, phải không? Ai thợ nào làm vậy? Canh này rất là ngon à. Thì đúng rồi, nhưng mà thợ của ai? Ai kêu?30 năm rồi các bạn, nó rất là ngon, nước dùng rất là vừa miệng, cua cũng là đồ tươi. Bán từ buổi sáng cho tới chiều từng khoảng 4 giờ các bạn. Yeah, give me.
Đây thì mọi người tới đây ăn sáng rất là đông. Con hẻm này nằm bên hông chợ Nguyễn Tri Phương. Nếu mà chúng ta đi từ ngã tư Bà Hạt, Ngô Quyền thì qua Bà Hạt chừng khoảng 20 mét thì có cái hẻm đầu tiên. Và có cái hẻm đầu tiên đó là cái hẻm mà có tiệm bánh canh Thu Hồng. Đối diện bên đây là cái tiệm mà họ bán vàng các bạn nhé. Địa chỉ đây là 629C Bà Hạt, phường 6, quận 10. Rồi, video clip của mình thì xin phép kết thúc tại đây. Cảm ơn quý bà con, cô bác đã quan tâm theo dõi. Đừng quên like cho video và đăng ký ngay kênh YouTube Sài Gòn Ngày Nay để không bỏ lỡ những tin tức mới nhất cập nhật về cuộc sống Sài Gòn. Bye bye cả nhà nhé. Mình sẽ quay tới quay lui cho các bạn nhìn thấy cái khu vực này. Mọi người ăn thì các bạn có thể để xe ở trước ở bên hông cái hẻm này. Các bạn nhớ là bánh canh bột lọc Thu Hồng nhé. Rồi, họ còn bán rất là nhiều món khác. Rồi, video clip của mình xin phép được kết thúc tại đây nhé. Bên kia thì có một cái tiệm nữ trang, anh ấy đang làm chắc là chế tác vàng bạc. Thật đạt quốc. Rồi, bye bye cả nhà nhé.